Linh. Em làm gì mà ở đây? Em Thảo, sao trùng hợp vậy? Em chào anh. Chào. Em tới đây làm gì? Dạ em đi không mát. Chú cũng đi dạo chơi công viên đó hả? Dạ em. Anh Thảo. Anh, trời, tôi lé xa quá. Làm nãy giờ em đi tìm muốn chết. Ủa, anh Việt, anh cũng ở đây hả? Ừ. Ờ, đây là vợ anh hả? Ừ. Ờ, vậy hả? Ờ, thôi anh, mình đi về đi, trễ rồi. Ừ. Ờ, hai anh chị ở lại chơi nha. Có gì à, bữa nào qua công một chơi. Ừ. Em đi trước nha. Em đi đi. Anh gặp chị Linh từ khi nào? Mới đây thôi. Cũng lạ ha. Tại sao lại trùng hợp tới như vậy? Chuyện đời mà, đâu có ai nói trước được chuyện gì đâu. Anh buồn hả? Đâu có gì buồn.
Anh sao vậy? Đâu có gì đâu. Em thấy đói quá. Thôi mình đi ăn đi. Mà ăn xong anh phải đi làm nữa. Ok. Anh xin lỗi. Anh không muốn làm em đau. Anh chỉ sợ mất em thôi. Em có hiểu anh không? Tại sao em lại khóc? Anh yêu thương em như vậy chưa đủ sao? Em biết anh yêu em mà. Em cũng yêu anh nữa. Anh không muốn ai đụng tới em. Anh không muốn ai cướp em ra khỏi tay anh. Không nha, thân phận của em vẫn chưa bị lộ, cho nên là vẫn còn khai thác được nhiều chuyện khác nữa. Nếu chính xác là Tài Cận, em cứ cầm chân hắn càng lâu càng tốt. Dạ em hiểu rồi anh. Ok. Nơi đầu tiên hiểu được nhau.
Lan. Anh Tài. Anh nhớ em nhiều lắm. Em cũng nhớ anh lắm. Đối tượng đã xuất hiện. Anh đi đâu mà lâu quá vậy? Sao bữa trước anh gọi cho em rồi anh biến mất luôn? Anh làm cho em lo quá à. Anh biết không? Hả? Anh đi đâu sao anh không trả lời em? Anh đi đâu vậy? Anh thế nào? Anh nói cho em biết đi. Anh đang bị người ta truy đuổi. Tại sao lại bị người ta truy đuổi? Mà ai truy đuổi anh? Sao anh không báo công an đi? Bây giờ anh chưa thể nói cho em biết được Lan à. Anh không tin em hả? Em sẽ giúp anh mà. À, sao anh không nhờ ân nhân anh giúp đỡ? Lan à, anh rất nhớ em. Anh đến gặp em như vậy là tốt lắm rồi. Bây giờ anh có việc phải đi. Có gì anh sẽ gọi lại cho em nha. Nhưng mà anh đi đâu? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh có biết á, là em lo cho anh lắm không? À, khi nào cần anh sẽ liên lạc với em. Đừng đi anh. Anh Tài. Anh Tài. Hắn đâu? Lan. Hắn đâu rồi? Chạy mất rồi. Em muốn hỏi một số chuyện để cố cầm chân hắn. Nhưng mà sao bỗng dưng hắn bỏ đi mất? Hắn bỏ đi luôn chưa? Mới đi, em cố chạy theo nhưng mà không kịp. Có khi nào có người cảnh giới cho hắn rồi phát hiện anh em mình phục kích hắn ở ngoài không? Em tệ quá. Như vậy mà cũng để cho hắn thoát nữa. Em đừng tự trách mình nữa. Em đâu có lỗi. Sự gì xảy ra bất ngờ quá mà. Nhưng mà em tức. Nếu như có lỗi thì lỗi đó là của anh. Nhưng thà như vậy còn hơn. Chứ nếu như em để lộ thân phận thì sẽ nguy hiểm cho em đó. Nhưng mà em sợ bị đánh động nhiều lần rồi hắn ta sẽ không quay lại và liên lạc với mình nữa. Là số điện thoại lạ. Có phải lúc nãy Lại Tài Cận nhắn tin không? Em nghe đi. Dạ. Alo. Anh đây. Là hắn hả? Anh hả? Anh đang ở đâu vậy? Nghe đi, nói đi. Anh đi rồi. Anh đi đâu vậy? Anh xin lỗi. Anh không thể nói cho em biết được.
Tại sao anh không cho em biết được? Chẳng lẽ anh không tin em hả? Không phải như vậy. Nhưng anh xin lỗi, em đừng khóc như vậy. Không phải là anh không tin em, nhưng mà rõ ràng á là anh không tin em. Em không biết á là anh đang làm gì, anh đang ở đâu, anh đang gặp những nguy hiểm gì. Vậy á mà anh nói là anh quan tâm tới em. Nếu mà anh quan tâm tới em á thì tại sao lại để cho em lo lắng như vậy? Anh thật sự là anh không thể nói cho em biết được mà. Nhưng mà em muốn gặp anh, em muốn ở bên cạnh anh. Thôi được rồi, tới nơi anh sẽ gọi cho em. Nhưng mà em phải hứa với anh, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ một người nào khác biết nha. Nha. Dạ, tất nhiên rồi, em hứa mà. Ok, được rồi, vậy nha. Dạ. Hắn hứa tên là sẽ gọi cho em. Như vậy là quá tốt rồi. Đây có thể là tín hiệu tốt, nhưng chúng ta phải hết sức thận trọng, vì có thể hắn đang chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta đó. Trước mắt thì chúng ta phải lên kế hoạch để đối phó với hắn.